Thế bạn là một men kỳ cựu của Lan No One và bây giờ là một men của Phan Hoa Xe. Các bạn thể nhấc tay lên và đưa theo nhịp nhạc được không ạ? Để cổ vũ cho bạn Thế Bảo. Bài hát này mà tôi xúc động quá, chỉ muốn khóc.
Sau đây xin mời các bạn đến với một cô gái rất nổi tiếng thời gian vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các bạn có biết bạn không?